Đi bộ mà. Dạo này dịch giá mập quá. Hàng chỉ có hàng chỉ đó, số 4 với số 19 nó chỉ. Ok, chào mọi người, hiện tại mình đến sân rồi, hiện tại là giờ 55 phút, trễ nửa tiếng rồi vào sân thôi. Chào thầy. Xíu đó, chào em. Lâu quá rồi. Dạ, lâu quá rồi. Xíu đó rồi mất công cấp cứu giùm cái đó nữa. Chào thầy Kiên. Chào thầy Nhật. Chào thầy. Tao không biết lần nào nó mệt. Dạ em quay vlog chơi nè. Kỷ niệm. Kênh YouTube em lại gì vậy?
Dạ tên Võ Tấn anh à. Võ Tấn ha. Dạ. Đó cái anh 21 anh. Dạ có gì mấy anh lên xem. Dạ. Dạ. Có gì đợi em đụng chạm bỏ qua nha mấy anh nha. Dạ. Dạ em cũng lên quay thôi. Nãy giờ mình đá không ai quay mình luôn trời. Hết giờ. Sụp vô tên con người. Come on. Trời ơi, măng không là măng, măng không thể nhật ơi. Dạ. Bye bye. Đi chung. Bye bye thầy Kiên. Tốt rồi anh, dạ đá gì được rồi, người ta đã tốt quá. Quá đẹp. Hay quá. Tốt quá.
Trời ơi. Chôm chôm. Con trái lại đó. Gỡ đi. Rồi. À, hôm nay là thắng chặn nha, mà trả tiền nhiều. Ok, quá mệt. Gánh tiền đội giáo viên tại vì đội lâu ngày mới đá lại do dịch giãn cách ấy. Đây là trận đầu tiên thôi là thật sự rất là mệt. Nếu mọi người thấy đội bóng đá hay thì hay là đá dở gì xin bình luận ở phía dưới để mình biết thêm nha. Cảm ơn mọi người.